Không, không, tao không muốn chết đâu. Trên xe tao ra, tao chân lòng quá vậy kia. Đừng, đừng ăn thịt tao. Đừng sợ, đừng sợ. Tên con người kia, lại đây, lại đây. Người sẽ là chủ thể mới của ta. Ta sẽ giúp người mạnh mẽ hơn, phi phàm hơn. Cuối cùng cũng đã thành công. Sao, sao lại thành ra thế này? Chết tiệt, đây là lần thứ ba rồi đó. Ký sinh vào động vật thì biến thành những con vật gớm ghiếc không có thịt. Ký sinh vào con người thì không có da, toàn là thịt đỏ như thế này. Chết tiệt, không lẽ cơ thể của mình đã thật sự bị già luôn, không thể giúp cho vật chủ trở nên mạnh mẽ và hợp nhất với mình. Khổ kim, khổ kim. Mình không tin, mình không tin. Mình phải tìm được một chủ thể toàn diện hơn. Wow, ở đây khung cảnh thật là đẹp quá đi. Mình thích quá à. Hả, có thêm một con mồi nữa kìa. Quỷ, quỷ thần thiên địa ơi, rốt cuộc thứ này là người hay là vật vậy? Sao, sao cái đầu của người này lại là một cái lo? Mình thử ký sinh vào thứ này coi xem sao. Ngọc Yên, có thành công không nữa? Hay quá, hay quá. Ta ký sinh lên vật chủ, có da có thịt rồi. Trời đất ơi, có những cái xúc tua màu đen nữa. Trông thật là ngầu, tuyệt vời quá đi. Thành công rồi, thành công rồi. Vật chủ này đã kích hoạt lại sức mạnh của V5 ta đây rồi. Nào, thành công của ta, thành công đang ở đâu? Hãy mau quay về đi. Ồ, sao mình nghe thấy kẻ nào đến cõi vậy? Chết tiệt, có kẻ nào đó gần đây à? Hay lắm, sẵn ta thử sức mạnh với cơ thể mới của ta luôn. Thành công đang ở đâu? Mau, hãy trở về nhà gấp. Mình chẳng thấy kẻ nào quanh đây. Nhưng sao, trong đầu mình đã hiện ra cái giọng nói đó. Dường như mình cảm nhận có kẻ nào đang gọi mình ở đằng kia. Được rồi, ta đến đó xem ngươi lại. Này, cái con, cuối cùng cái con đã về rồi. Ta nhớ cái con lắm. Ủa, sao thiếu hết một đứa thế này? Không lẽ là bị lũ quái vật bồn cầu ăn thịt hay sao? Chết tiệt, vậy thì ta sẽ báo thù cho đứa đó. Cái quái quỷ gì thế này? Sao khổng lồ thế? Một người đầu lo nữ to lớn. Chết tiệt, rốt cuộc bọn chúng là giống loài gì? Sao ta không có một chút thông tin về bọn chúng chứ? Không lẽ suốt mấy năm qua ta tồn tại trong thế giới con người, thì ngoài thế giới tự nhiên này đã xuất hiện một số loài mới? Hả? Thứ lạ mặt kia, ngươi là ai? Tại sao lại đứng ngoài kia lấp ló nhìn bọn ta? Rốt cuộc ngươi muốn gì? Không hay rồi, bị bọn chúng phát hiện rồi. Tiền cơ miến vậy. Này, thưa ngài, tôi là con cháu của ngài đây. Bộ ngài không nhận ra à? Trời đất ơi, nhìn kia các cậu, sao nhìn hắn trông quái vậy, khác lạ chúng ta thế. Người to gan thật, dám đến tận hang ổ của lò speaker vua mạnh bọn ta. Con cháu của ta, ai cũng nhận ra sự khác thường của ngươi. Ngươi nghĩ ngươi giả vờ được à? Rốt cuộc ngươi là ai? Không hay rồi, bọn này không đơn giản như mình nghĩ, phải tìm cách khác thôi. Tôi là một ký sinh ngoài hành tinh. Tôi thấy cơ thể con của ngài chết, tôi ký sinh vào đó, không những giúp con của ngài được sống lại mà tôi còn có một cái chủ thể mới như thế này. Hả? Thì ra là một thứ quái vật đang điều khiển thân xác con của ta. Nào, các con, mau giết chết nó, lấy nó ra khỏi thân xác của chị em các con đi. Chết tiệt. Bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Ta không muốn gây chiến với các ngươi đâu. Ta có thể phục tùng các ngươi, làm việc cho các ngươi. Các ngươi cũng có thể coi ta là chị em mà. Chết tiệt. Không ổn rồi. Phải tìm cách rời bỏ cái thân xác này, tìm thân xác khác thôi. Mày định chạy đi đâu? Thưa quái vật, hôm nay mày dám đụng vào cơ thể của chị em tao thì bọn tao sẽ không cho mày sống sót mà chạy ra khỏi đây đâu. Chết đi. Khô kim. Chết tiệt, bọn tránh xa ta ra. Được rồi, mau rời bỏ cái thân xác này thôi. Nhanh chóng chuồn tới nào. Người to gan dám tấn công các con khác của ta, ta sẽ nghiền ngươi thành một trăm mảnh. Ngươi đâu rồi, mau hiện ra đi. Chạy thôi, nhanh chạy thôi. Mình đụng vào ổ kiến lửa rồi. Nếu ở đây một tí nữa bọn chúng sẽ giết chết mình mất. Khoan, nếu mình bỏ chạy, biết bao giờ mình tìm được chủ thể tốt như thế này.
Nhìn thứ khổng lồ kia, mình thèm khát nó quá. Hay là mình đánh liều một phen, ký sinh vào người của nó. Một là ăn tất cả, hai là ngã về không. Quyết định vậy đi, cứ thế mà làm ha. Gì thế này, thứ chất lỏng gì dưới chân ta thế này? Không, không, người của ta. Thành công rồi, thành công rồi. Wow, wow, mình đã chiếm được cơ thể của thứ khổng lồ đây rồi. Khoan, khoan, cái xúc tu của mình màu đỏ. Trời đất ơi, trong thể loại ký sinh của loài mình, màu đỏ chứng minh cho quyền lực và sức mạnh. Không ngờ chủ thể này lại giúp sức mạnh ký sinh V5 của mình đạt tới đỉnh cao như vậy. Hay lắm, hay lắm. Được rồi, giờ thì mình có thể đi đâu thì đi, tự do làm gì thì làm. Chúc mừng ngươi, chúc mừng ngươi. Sinh vật ký sinh kia có được cơ thể mới. À không, bây giờ phải gọi ngươi là Upright Symbiont Titan Speaker Woman. Một cái tên khá đẹp. Cái thứ quái quỷ kỳ lạ gì nữa đây? Một cái đầu người trong cái bồn câu à? Ngươi là kẻ nào? Ngươi muốn gì? Bình tĩnh anh bạn, ta là một Skibidi Toilet G-Man. Ta vô tình đi ngang qua đây thì chứng kiến hết toàn bộ sự việc xảy ra. Nhưng khoan, có vẻ như loại ký sinh của các ngươi muốn cơ thể mạnh hơn. Được, ta cho ngươi biết một bí mật. Cơ thể mà ngươi đang chiếm đoạt, nó chưa đạt tới mức giới hạn. Nó còn một giới hạn kinh khủng hơn nữa. Ngươi nói có thật hay không? Làm sao để cơ thể này mạnh hơn được nữa chứ? Thật đơn giản. Ngươi chỉ cần tìm những tên Skibidi Man Titan khác, ăn thịt bọn chúng. Trong cơ thể bọn chúng có chứa một loài tủy rất đặc biệt, sẽ giúp ngươi hấp thụ và phát triển được kích thước cũng như sức mạnh tối đa. Thì ra những cơ thể này gọi là Skibidi Man Titan à? Còn những Titan khác nữa hay sao? Chết tiệt, vậy thì ta sẽ đi bắt bọn chúng, ăn thịt bọn chúng. Hay lắm, hay lắm. Có một vài tên Skibidi Titan trong thành phố lợi người. Hãy vào trong đó và giết, ăn thịt bọn chúng đi. Cảm ơn người, cảm ơn người. Ta sắp được mạnh thêm nữa rồi. Hay lắm, hay lắm. Hoàng, thế giới loài người rộng lớn bao la, biết đi đâu mà tìm chứ. Đúng rồi, cái chủ thể này có cái đầu là những chiếc lo, có thể phát ra âm thanh siêu khủng. Tại sao mình không sử dụng nó để kêu những tên Titan khác tới đây chứ? Đây, thì ra là cậu à, Upright Titan Speaker Woman. Sao cậu lại tạo ra những âm thanh khó chịu đến như thế? Hả? Thành công rồi. Dẫn dụ thêm một Skibidi Titan tới đây nữa. Chết tiệt, ta muốn kêu các ngươi tới đây để ta ăn thịt, nuốt tỷ của các ngươi chứ làm cái gì? Chết tiệt, chết tiệt. Cậu bị làm sao vậy? Hôm nay sao trong người cậu khác thế? Lại có những xúc tu màu đỏ và trở nên hung tợn. Chúng ta từng là đồng đội mà, sao cậu lại muốn giết tôi? Bởi vì có một kẻ gọi là quái vật bồn cầu chí men. Hắn nói với ta, ăn thịt của các ngươi, ta sẽ đạt được trạng thái mạnh nhất. Khốn kiếp, sao cậu lại nghe theo lời của hắn chứ? Ta đó là một tên gian xảo, độc ác. Nếu cậu giúp hắn, anh sẽ giết hết muôn loài. Thành công rồi, thành công rồi. Cuối cùng ta đã đạt được trạng thái mạnh nhất của cái thân thể quái dị này. Chúc mừng, chúc mừng. Hay lắm, hay lắm. Ngươi không hổ danh là một quái vật ký sinh ngoài hành tinh. Càng ngày ta càng thấy thích ngươi rồi đó. Nhưng khoan, thế giới bên ngoài còn rất nhiều Skibidi Titan khác. Nếu ngươi ăn hết bọn chúng thì ngươi có thể trở thành một vị thần đó. Nào, hãy tiếp tục đi, hãy tiếp tục tìm và ăn sạch bọn chúng đi. Ta quên mất, tại sao ngươi lại giúp ta? Có phải ngươi đang lợi dụng ta không? Ta khổ kiếp, ta không cần ngươi chỉ bảo, tự ta làm chủ. Cái gì? Mày to gan dám tấn công cái chúa tể quái vật bồn cầu Skibidi Toilet chị mẹ tao đây à? Tao đang có ý tốt muốn giúp đỡ mày, giúp mày mạnh hơn. Mày dám phản bội tao, mày dám chống lại tao. Trên đời này không có kẻ nào giúp người khác không công đâu. Thiệt ra tên Titan đèn xanh đèn đỏ vu mình hồi nãy nói đúng lắm.
Mày chính là kẻ thù của những Titan Skibidi Man. Mày đang âm mưu lợi dụng tao giết chết bọn họ. Chết tiệt! Mày làm tao điên máu lên rồi đó. Được, được, mày hay lắm. Mày thật là thông minh, đúng đúng ý tao. Nhưng bây giờ tao không cần mày nữa. Tao sẽ ăn luôn cơ thể của mày, ăn luôn cái thứ ký sinh chết tiệt mày, để cho quái vật buồn cầu tao được hấp thu và đạt trạng thái cực đại. Cuối cùng mày cũng đã lòi ra cái mặt dối trá của mày. Mày nghĩ có thể ăn được tao à? Mày quên rằng tao là một symbiote ngoài hành tinh V5. Tao đã ký sinh lên cái thân thể vô địch này, đã đạt được trạng thái màu đỏ cực kỳ mạnh mẽ. Không có kẻ nào có thể hạ được tao vào lúc bây giờ đâu. Thật khốn, thật khốn. Tao sẽ giết chết mày. Tao sẽ giết chết mày. Hay lắm, hay lắm. Ta tuy không hiền lành, nhưng ta không để cho kẻ nào điều khiển ta đâu. Được rồi, bây giờ ta sẽ đi làm những việc ta muốn.